Chào cả nhà, đây là một số linh kiện liên quan đến máy nén khí. Một là dơ le tự ngắt loại 3 pha, hai là cái bộ chia khí này, bộ chia khí chạc hơi này. Đây là của loại to nhé, đây là đầu xả 1/4, đây là một xả 1/2, đây là van một chiều này, đây là van xả 1/4, đây van xả 1/2, đây là van an toàn này, đây là đồng hồ áp. Đây là một số cái linh kiện liên quan máy nén khí mình hay phải thay ấy. Các anh lưu ý nhé.